Giới thiệu trận thi đấu hạng cân 39kg giữa hai đô Giáp Xuân Bắc, Bắc Giang, khố đỏ gặp Nguyễn Hữu Tiệp, Hà Nội, khố xanh, hai đô và giữa sới. Hai đô xe đạp. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Ra ngoài rồi, thi đấu ở giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Thôi nổi rồi. Hai đấu ở giữa sới. Công bố kết quả ở lúc 0 phút 40 giây hiệp 1, đô Nguyễn Hữu Tiệp, Hà Nội, khố xanh thắng cuộc.